Hả? Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Dùng Cơm Bánh Te. Hôm nay tôi xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng mà giúp sữa mà nó tái xuyên suốt trên cây luôn cô chú anh chị. Dù giờ nào cũng có luôn, ăn luôn. Đó chính là dòng giúp sữa Tứ Quý. Dạ. Lúc cày từ tháng 11 tới đến tháng đầu gần Tết đó cô chú anh chị là lúc là mùa giúp sữa, tất cả các dòng giúp sữa luôn cô chú anh chị. Dạ, không riêng gì giúp sữa Tứ Quý, cũng vậy, giúp sữa Tứ Quý nó cũng hiện nó nở xuyên suốt. Nó nở hoa rồi nó đậu tái xuyên suốt. Nhưng mà nếu như vậy thì cái trái nó chắc nhỏ lắm hả em? Thì tùy theo sức của cây, ví dụ như một cái cây á, mà chỉ để ví dụ như một trái vậy đi. Nó rất là bự luôn. Nó ví dụ như nó nhiều quá của chú anh chị cũng chị sẽ lượt tái bớt một con. Nó cái nào phẩm chất tái nó nhỏ mà nó bị không đồng đều á, mình cứ mình dạng lượt bỏ. Mình vừa lại những cái tái bự để nó nuôi tái bự hơn. Cây này chị trồng chậu thì nó có đủ sức nó nuôi trái không ha? Bình thường chị, đây là minh chứng những lời nói của con. Ủa cái trái này tính ra là nó là vú sữa như vú sữa lò rèn hả ta, cái trái nó màu xanh luôn hả? Không chị, lúc ra nó lúc đầu nó màu xanh thì từ từ nó chuyển như chị, từ từ nó chuyển tím như chú chị, tím mà nó tím rồi là tím nâu như chú chị. Dạ, ngoài cái tên là vú sữa Tứ Quý thì nó còn cái tên gì nữa em biết không mà mình hay gọi á? Dạ là gọi là Mika Tứ Quý cho cô chú anh chị dễ hình dung, tại vì nó ăn được cả vỏ luôn của chú anh chị. Dạ. Chú anh chị Mika của chú anh chị chắc biết nhiều rồi. Dạ. Thì Tứ Quý, cái dòng Tứ Quý này nó gần như là Mika thì cũng vậy, ăn được cả vỏ luôn. Mà cái hai cái bản lá nó khác nhau, hai cái tái và chất tái nó khác nhau. Dạ. Cho chú chị cũng không tin thêm. Dạ. Cái dòng Mika Tứ Quý thì nó chín nó màu tím nâu, còn Mika thì chín màu tím than. Màu tím, đó, đúng rồi. Dạ. Mà mỗi màu tím nó khác nhau cũng chị. À, nếu mà mình không có xử lý mình để tự nhiên á, thì nó sẽ có trái lai rai quanh năm. Đúng rồi, còn tái theo cái đọt á. Còn nếu như mà mình xử lý thì một năm nó chắc tầm 2 vụ. Dạ đúng rồi. Một năm nó tầm 2 đến 3 vụ. Dạ, tùy theo cái đọt. Ví dụ như nó ra cái đọt thì nó sẽ cái hiện tượng ra bông. Dạ, chú chị lưu ý giùm con. Ví dụ như đi theo cái đọt này nó già đọt là nó sẽ lên bông. Với một câu hỏi mà quý cô chú anh chị hay hỏi chị á, sẵn em giải đáp luôn á. Dạ. Là sao vú sữa Mika Tứ Quý á, mình nói là nó có bông quanh năm á, nhưng mà sao cây giống hiện tại nó không có hoa nè? Cái giống hiện tại không có hoa là chứng tỏ là cái cây nó quá sung của chú anh chị. Nó quá sung, những cái thực sung á, con xuống á của chú anh chị. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là những con bấm đầu cành cho nó được cái bộ tàng nó sum như là của chú anh chị. Nó ra cái bộ tàng nó sum chứ nó miễn mà nó có một cái chọt nó đi thẳng ra vậy nè. Nữa nó có tái cũng chẳng ít. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó cây nó không sum xê. Nó về của chú trung tầm mất thời gian lắm. Yeah. Hôm trước có chị có bị một cái chú khách nè. Em thấy cái cắt tàn cắt này không? Chú nói là chú đã dặn rồi là không có cắt cái đọt cây của chú, cắt mất cái đọt cây của chú rồi cái chú không chịu nhận luôn. Cái cây nè, của chú anh chị nhìn thấy không, nguyên cái lô nhìn nè, cái nào cũng có bấm đầu cành hết của chú anh chị. Nửa sau này á, nó hiện tượng u hí ngọn thì từ từ nó sẽ lên, những cái chồi bên đây nó sẽ mọc lên thôi, vượt lên thôi của chú anh chị. Nó sẽ cả tàn nhánh như tàn dù thôi, của chú anh chị hình dung con như tàn dù vậy đó, như cái hình tháp Pharaoh của chú anh chị. Đó. Cây nào nói chung là miễn mà lên một chớp vậy nè, rất là yếu. Với những thứ hai nữa là nó dài cao lắm của chú anh chị. Nó lượng thừa lượng thượng lắm, bấm vậy là cho những cái nắp tá nó nhặt hơn, nó nửa sơ cái tàn thành bự hơn. Cô chú anh chị muốn ăn tái nhiều hay tái ít, nó miễn mua tái ít thì cứ để vậy, miễn mà tái nhiều thì hay là hương hướng của con, và cứ mạnh dạn cắt tỉa cho cái cây mình nó sum nó mới sẽ tàn nhiều, cành nhiều là nó sẽ tái nhiều. Em đo giùm chị cái chiều cao của cây hiện tại á. Chị lấy cái thước dây này. Thước dây này. Né cái cây ra đi cho nó bớt cho nó trống đi. Em lấy bớt một cây ra. Đây, chị thấy không? Cao 50 cm từ miệng chậu á quý cô chú anh chị. Tính từ miệng đi. Rồi cái thân cây thì nó cỡ như ngón tay út đúng không? Dạ đúng rồi, cỡ gần ngón tay út con. Dạ có cái nữa bự hơn tay út con chút. Nhưng mà mình dạ. Chuẩn ngón tay út đi. Đúng rồi, dạ. Chuẩn thấp nhất. Dạ cái lá của đây của chú anh chị. Đó. Lá quý này vậy đó, đậm đen vậy đó quý anh chị. Mà nó nhăn nó là mới chuẩn nha, tú quý của chú anh chị. Ừ. Lá nó sẽ đậm màu. Tú quý là những cái dòng mà quay là chú cành của chú chị, những dòng của chú chị mua rẻ nhưng mà chú mua mấy cái shop là coi như xong phim luôn. Mấy dòng cây ương hạt cũng chắc chắn luôn chị là lâu tái, là thứ nhất là lâu tái nè. Thứ hai nữa là rẻ. Hôm trước cha con mà chuyên về cây giống mấy chục năm rồi chưa rồi á cô chú anh chị mà lên Facebook coi á, cái nói con cái điện con nói gấp quá, hỏi gì cha, nói thợ cây vú sữa tím gì mà cái mô. Con nói là con nghe nói cây vú sữa cái mô, con nói ủa cái gì vậy ta, lên coi thì ra là vú sữa con ương hạt á quý cô chú anh chị. Đúng rồi, chứ không có cái gì ở đây hết trơn. Cái mô của chú anh chị
chỉ là chục chục con là những cái cây nó có giá trị quốc tế. Nó thường thường ở Việt Nam mình đa phần những cái mô được cái mật độ là chuối thôi của chú anh chị. Chà là thì đa phần cũng công nghệ cao của nước ngoài nhập về, ở Việt Nam mình chưa có cái lô chà mà chà là luôn của chú anh chị. Đó, đó cho chú anh chị biết không tin. Việt Nam mình chứ là chuối là hay. Còn như dừa cái mô mình có làm được chưa ta? Dừa cái phôi. Cái phôi chứ phải cái mô. Cái phôi là chỉ cấy vô một cái trái dừa là nó à. Giống như hữu tinh nhân tạo. Nó cấy vô cái trái dừa. Cái phôi. Nó cho ở bên gánh Tà Vinh đó thì người ta cái phôi. Thì nó cho dạng là cỡ 10 tái thì cỡ 8 9 tái là nó sáp trăm trăm. Mà giá thành thì nó cũng kỳ đắt đỏ như vậy. Rồi video cũng khá là dài rồi. Con chân thành cảm ơn của chú xem kênh. Con kết thúc video đây ạ.